Han So-hee chính thức lộ diện trong MV Seven của Trung Quốc nhóm BTS. Han So-hee xuất hiện trong video giới thiệu MV Seven cùng Trung Quốc. Ca khúc do em út BTS kết hợp với nữ rapper người Mỹ Latto thể hiện. Đúng 0 giờ ngày 13 tháng 7, Trung Quốc nhóm BTS phát hành video giới thiệu teaser cho MV solo mang tên Seven. Trong video, Trung Quốc và nữ diễn viên Han So-hee đang thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, nhưng giữa hai người xảy ra cuộc cãi vã căng thẳng. Phân đoạn giới thiệu MV kéo dài khoảng 10 giây, thu hút sự chú ý với cảnh chiếc đèn chùm của nhà hàng bất ngờ rơi xuống, gây ra tiếng đổ vỡ lớn khi cặp đôi đang cãi nhau. 7-8 giây còn lại của video là phân đoạn Trung Quốc hé lộ hai câu hát trong ca khúc Seven. Theo giới thiệu, nữ rapper người Mỹ Latto sẽ kết hợp với Trung Quốc trong ca khúc này. Rapper Latto là chủ nhân của những bản hit như Beat Energy, Put It On The Floor. Cô từng được đề cử nghệ sĩ mới xuất sắc ở giải thưởng Grammy 2023. MV Seven chính thức được phát hành trưa ngày 14 tháng 7 tới đây. Cùng ngày, Trung Quốc sẽ lần đầu biểu diễn ca khúc trong sự kiện Hòa nhạc mùa hè 2023. Diễn ra tại công viên trung tâm New York do chương trình trò chuyện Good Morning America của đài ABC tổ chức. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.